Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng rau cần nước ở kênh 3A xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Đây được xem là một trong những nghề truyền thống của địa phương. Những năm qua, tình trạng rau bẩn tràn lan trên thị trường đã gây tâm lý lo lắng cho người tiêu dùng. Trước thực trạng này, nông dân của tổ hợp tác rau cần kênh 3A đã chuyển đổi từ cách làm truyền thống sang sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp và mang lại hiệu quả cao. Ông Đỗ Thanh Sơn là một trong những người có kinh nghiệm trồng rau cần nước ở kênh 3A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp. Với hơn 2.500m2 đất trồng rau cần, ông thu được khoảng 8 tấn, với giá bán trung bình 15.000 đồng một ký. Ông cho biết thời gian sinh trưởng của cây rau cần ngắn, từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch chỉ 1 tháng rưỡi. Thời điểm từ Noel đến tháng 4 năm sau, năng suất sẽ cao hơn và khả năng cho lãi khoảng 50%. Những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành mối quan tâm của người tiêu dùng. Chính vì thế, người trồng rau ở ấp Kinh 3A, xã Tân Hiệp A đã chuyển đổi từ cách làm truyền thống sang trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cái sản phẩm sạch là cái sản phẩm mà được nói là các cái chăm sóc cho nó đúng cách, đúng quy trình. Nhất là cái thuốc bảo vệ thực vật, làm sao cho nó an toàn, cách ly cho nó thật là đúng, thật là chuẩn, và những cái thuốc nào không xài được và những thuốc nào có thể sử dụng được, đặc biệt cho rau, thì chúng tôi hết sức là quan tâm và được hướng dẫn hết sức là chú đáo. Hiện nay tổ hợp tác trồng rau cần ấp Kinh 3A, xã Tân Hiệp A có 9 thành viên, với tổng diện tích chỉ còn 2 hectare, nhưng mỗi năm sản xuất khoảng 300 tấn rau, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các chợ đầu mối và người tiêu dùng ở địa phương. Để người tiêu dùng an tâm sử dụng rau cần, tổ đã đặt ra quy trình sản xuất nghiêm ngặt, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ dùng phân vi sinh vì sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Cái tổ hợp tác Kinh 3 được cái công nhận cái nhãn hiệu tập thể, thì đúng là bà con trong cái tổ viên cũng trải qua một cái thời gian phấn đấu phải thực hiện theo đúng cái quy trình khuyến cáo theo cái nhãn hiệu tập thể, thì trong đó là chuẩn bị từ cái khâu làm đất, rồi chọn giống, rồi chăm sóc, bón phân, cũng như là vấn đề về sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật theo đúng cái khuyến cáo của cái quy trình, đặng tạo ra một cái sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch để cho người tiêu dùng được an tâm trong khi sử dụng. Để nâng cao giá trị sản phẩm, từ năm 2019, tổ hợp tác đã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho cây rau cần. Đến thời điểm hiện tại, cây rau cần kênh 3A đã được cấp logo, tem truy xuất nguồn gốc. Điều này giúp người dân an tâm hơn khi sử dụng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để tổ hợp tác có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Định hướng của cái tổ chúng tôi đó là bà con thì trước đây cây rau cần chưa được công nhận cái nhãn hiệu tập thể này á, thì đưa ra cái chợ truyền thống thì cái giá trị của nó không cao. Do vậy mà bà con đã định hướng và quyết tâm thực hiện theo cái nhãn hiệu tập thể này để đưa vào các cái siêu thị góc mắt, nâng cao được cái giá trị sản phẩm. Cây rau cần đưa vô trong bao bì được công nhận là nhãn hiệu tập thể, thì qua mà quan sát thì bà con cũng đánh giá được cái tính hiệu quả. Về các cái coi như về mặt ngoài thì nó thể hiện cái sự an toàn. Bên trong thì nó có thể hiện một số các cái thông số mà cơ quan của sở khoa học cũng đã đưa vào trong khi bà con muốn cần truy xuất nguồn gốc. Cần nước là một loại rau ưa nhiệt độ thấp, chỉ phát triển từ cuối thu đến đầu xuân. Với những hộ dân có kinh nghiệm thì trồng rau cần đang cho họ nguồn thu nhập khá. Cộng với đó, một thương hiệu sản phẩm đang được hình thành, không chỉ đưa cây rau cần kênh 3A xâm nhập thị trường khó tính nhất, mà còn giúp nâng cao đời sống người trồng rau tại đây.